Trận đấu đầu tiên trong C đấu thứ 6. Tưởng vâng thương thảo với nhau là chỉ có C đấu thứ 5, nhưng cuối cùng là do nóng mắt, vâng nóng mắt và các kiểu, nên cuối cùng là đánh phải đánh thêm C thứ 6 rồi. Vâng màu 8, chuột chết rồi, quả thế này mới đều. Nhà game thủ màu 8. Ồ, bên lớp là cho Son Egypt đối đầu với Pan Egypt. Căng, bên mình là yếu hơn thế, yếu hơn tí thôi. Nhưng nếu một bài Pan không lên đời thì tươi. Pan không lên đời thì tươi chặt. Bên lớp người cầm cho Son, anh sẽ phải thủ phù của với Pan và sau đó sang đi nhà Egypt. Căn đi bên này thì phải có hốc. Vâng, phía 9 giờ này khả năng là không có rừng rồi. Rất hẹp để may ra có rừng trong đấy, chỉ may ra có đồ ăn trong đấy thôi. Ờ đúng rồi, có bầy hiêu 4 con đen, người da đen. Ồ có cả sư tử, rất hay. Sang đây xem bên lớp đi. Vâng, bên lớp bắt đầu trở lại rồi. Tôi nghĩ là test 4C anh cũng đã test được tương đủ, tương đối. Vâng, bắt đầu tay chân cũng đã vừa đầu nhuyễn rồi. Nát rồi chứ không phải nhuyễn nữa. Vâng, 4C mà tên mà chưa test xong nữa thì chịu. Vâng, ồ không. Đen. Rồi. Uni 10/12. Ồ, có quả phụ dành cho đủ ăn đi rồi. Bài xấu thế nhỉ. À, có rừng già. Ồ, thu lên đây cũng được. Thu lên phía rừng già này đi. Vâng, thu lên phía rừng già này. Bài không đủ lùa về. Gỗ đầu siêu xa, đúng là Egypt. Ồ không, có thêm mày voi. Đồ ăn như vậy là tương đối. Vâng, đã một là bài đủ, nhưng quan trọng là không có đồ lùa về. Bây giờ những con voi lùa về sẽ rất muộn. Rất muộn, mà con voi lùa về muộn đây. Chữ BS đầu tiên sẽ đọc. Vâng, nó là siêu muộn. Gỗ đầu thì bắt taxi đi mà ăn. Về lớp. Vâng, quả phụ đã thấy rất sớm, rất gần với quả chính nhà mình. Đang đưa bài hiêu đầu về nhà chính rồi. Đồ lùa về tương đối muộn. Thế này thì ép đời không phũ đâu. Vâng, bên Pan bên họ liệu có khỏe không? Liệu Pan bên họ có khỏe để có thể tươi không? Hy vọng là không tươi. Đấy, hy vọng không tươi. Vâng, tức thắng C này đây tươi. Vâng, thắng C này thì số 42 là một tỷ số đẹp. Vâng, tỷ số 42 về C là một tỷ số mà ai cũng thích. Trừ những trừ bên Sky là không thích. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Đấy, chỉ bên Sky thua là cay thôi. Còn bên mình thì làm ăn tối thiểu thì hòa, còn không là phát. Ôi, đổ à rồi. Gắn đi. Vâng, có hai voi lùa về. Ô, thu lên đây được tươi. Vâng, thu lên được cái hốc này tươi, đứng trên dốc. Vâng, đóng cái BS. Cái tội, vâng, cái tội mà chưa dò hết đã đóng cái BS. Nó vô duyên kinh khủng cái BS này. Vâng, vô duyên kinh khủng. Thế này mạng giỏi. Tài mạng lấy được vợ xinh vậy. Này, vô duyên như thế. Trước khi nhìn nhậu gì đã có thể xúc được cái BS tù tội như vậy. View của game thủ Vlog. Kích chưa? Chưa đâu, kích giờ thì bá quá. 19 nông dân giàu 12%. Pan khỏe rồi. Pan của Bi đang khỏe với bài Pan 19 dân mà giò có 12% thôi. Ô, không ăn chanh được. Ít trên đấy thì không ăn chanh được đâu. Chỗ đấy khả năng có cây quả nó vướng rồi. Đúng rồi, chứ làm sao mà tít trên đấy có thể ăn chanh được. Phi con sư tử này. Trận này thì xem cái tủ ăn ni đi. 2 BS rồi. Rừng là tương đối đẹp. Vâng. Rừng thì nói chung là cũng đẹp đấy, nhưng mà quan trọng là anh thu hốc như thế nào thôi. Vâng, thu hốc như thế nào. Khung trên đây đóng cái BS đầu tiên nó quá tù nên lượng gỗ đang hơi yếu. Vâng. Nó đang vẫn hơi có tí tù. Vâng, nói về đây. Khung rộng. Pan giò 12% đánh 19 dân sẽ lên đời rất sớm. Về lớp lên đời rồi. À, về lớp lên đời tương đối đây. Liệu đã đóng được cả BBM chưa hay mới chỉ đóng vui vậy thôi? Ồ, về lớp lên đời sớm hơn Pan một tí, nhưng Pan sẽ người ép chuẩn hơn về lớp. Ai ta vẫn kích khoảng 13 mấy đây. 13 mấy, 35. 13.
37 với 23 nông dân cho Son. Vàng đâu? Vàng xấu thế nhỉ? Sao vàng lại xấu vậy? Xấu đang xấu đủ đường, quân đã xấu hơn. À đây, những bãi vàng này thì ăn được. Phải ép gỗ để có thể thủ phù ăn hai bãi quả phụ liền. Tốt, ăn đi. Vâng, bó bò xong vào. Khung nhà tương đối rộng dành những thủ Gunny. Sang đây xem về lớp. Về lớp đẩy giò đi. Kín xong bãi vàng, mừng quá. Còn rơi lệ, ô, màu 2. Đúng rồi, gặp Pan, Pan khỏe quá. Quá khỏe, thôi vào ép gỗ đi anh ơi. Vào ép gỗ lên đời xây phủ. 2L, Pan lên đời đổi. Ăn được 3 thằng nông dân này. Ơ, về lớp thực sự là điều giò không phải là tốt. Ở đây rồi kìa, giò cũng thủ bi đến. Rồi sọc được 3 nông dân của Pan. Ờ, 3 nông dân của Pan là tươi. Đúng rồi, tỷ số đang là 3-1 nhưng về về lớp nó cũng sẽ là 3-2 rồi và cũng sẽ là 3 đều. Nhưng mà mình là kim dân Pan lợi thế hơn. Pan lên đời rồi, 4 thằng nông dân đào vàng tương đối đẹp. Ô cẩn thận hở, cẩn thận hở. Hở bãi gỗ, có ai nhắc không? Bãi gỗ kia tôi nghĩ là hở. Bãi giàu thế không biết. Ăn quá nhiều quả thành những gì của cầm Pan bì. Ôi tôi chết rồi. Lộ bãi quả nữa, thôi lên bánh xe đi anh ơi. Lên bánh xe. Mèo là người cầm mà Egypt chưa có lên bánh xe. Ồ không, tôi bảo mà. Anh phải người lên bánh xe sớm đi. Là Pan sang đến đây rồi. Pan đang chuẩn bị sang đến đây. Mèo vẫn chưa bánh xe. Mèo vẫn chưa bánh xe. Ồ không, vẫn không được. Thôi chết rồi. Chết, chết dần rồi, thực sự là đen. Không về lớp đã thủ được phù chưa? Chết cả giò nữa. Thôi con giò đấy hoàn thành nhiệm vụ. Ghi được 3 nông dân Pan và 1 nông dân, 2 nông dân Egypt. Thế là được rồi. Không, Bi đã bắt đầu tìm một chỗ nào khoanh ruộng rồi. Gunny, Gunny sẽ người khỏe hơn một chút xíu thôi. Liệu game thủ viên lớp có công phu hay là đâm mi luôn không? Tôi nghĩ là bơm trăm gỗ đấy để cho viên... Vâng, bơm trăm gỗ. À, viên lớp bơm chứ không phải là Gunny bơm. Bãi kia, phù. Ô, phù. Ô, không. Không đóng cái gì cả. Bây giờ thì Pan sang thủ thôi. Đội bạn này đánh về thế thủ. Thế thủ thì Pan sẽ ưu hơn. Chính thức là nếu đánh về thế thủ thì đội bạn sẽ ưu hơn bên mình. Gunny 30, tôi chết rồi, Pan quá khỏe. Pan của Bi đang quá khỏe với cái bài ăn quá nhiều quả của mình. Chảy lạc đà tất đều sang đây, sang nhà game thủ Gunny. Thực sự là khó. Pan cứ 2L chảy đều thế này. Thực sự là khó. Thôi lọt rồi. Khó rồi. Ôi khó lắm rồi. Vẫn đang bơm để cho Gunny có thể thủ nhà được. Gunny 25 thôi. Pan bây giờ, Pan bây giờ đúng là một thế lực. Khả năng bây giờ Egypt của Mel lén phén bị Bi chết cơ. Chứ không phải là đơn giản. Bi đang quá khỏe với các bài ăn rất nhiều quả của mình. Bài quả, hai quả rất gần nhau, tách chém rất khó chịu. Vẫn cố thủ, vẫn cố thủ với cái bài này. Nếu mà game thủ về lớp không có tác động gì vào nhà Pan thì thật sự là khó trong trận đấu này. Vâng, rất nhiều lạc đà của Pan đang chảy. Các bạn thấy độ chày cố các game thủ top 1. Vâng, giảm speed tôi lại tưởng anh quýt. Vâng, giảm speed mà tôi tưởng anh quýt. Về lớp 18, bài Bi đang quá khỏe ăn, không thèm ăn quả nữa. Bây giờ một đống ruộng trong nhà. Thôi này, mất bãi vàng. Giờ vâng, bên lớp bây giờ lên bánh xe rồi. Cung R của mèo cũng đông lắm rồi. Ô, lọt bãi vàng. Bi, Bi chết bãi vàng. Ô, bên lớp chưa bánh xe. Ô, thôi. Kin bắt đầu kin được tương đối vào nhà Pan rồi. Nhưng quan trọng là Gunny. Thôi tên này Gunny có cưỡng được nổi không đây. Là đà Pan nó có khoảng 6-7 con. Thì cộng thêm một khoảng 10 cung R Egypt nữa thì chỉ khó. Lại lục nhà nữa, không có đường chạy. Chạy gắn chạy là đà Pan đuổi ra thì banh ủ vực. Là đà Pan quá đông. 4 nó phải lên đến 10 con rồi. Thôi. Thôi, cố vậy là đủ lắm rồi. Vâng, tỷ số bây giờ đang là 3-2 về C nhưng về Gunny và bên lớp. Nhưng bây giờ C đấu thứ 6 thì bên đội bạn đang dẫn trước 1-0.